Sáng 5 tháng 4, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Kim Sơn long trọng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 195 năm ngày thành lập huyện, mùng 5 tháng 4 1829, mùng 5 tháng 4 2024 và 70 năm ngày giải phóng huyện Kim Sơn, 30 tháng 6 1954, 30 tháng 6 2024. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và huyện Kim Sơn qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố của tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử hình thành, truyền thống cách mạng vẻ vang cùng những thành tựu nổi bật của huyện Kim Sơn. Huyện Kim Sơn được thành lập ngày 5 tháng 4 năm 1829 là kết quả từ cuộc khẩn khoang vùng đất ven biển với quy mô lớn của dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, các thế hệ người dân Kim Sơn luôn nêu cao tinh thần yêu nước, một lòng đi theo Đảng, theo Bác, đấu tranh anh dũng, kiên cường, giành nhiều chiến công hiển hách. Nổi bật là dấu mốc ngày 30 tháng 6 năm 1954, huyện Kim Sơn hoàn toàn được giải phóng. Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kim Sơn tiếp tục đoàn kết thống nhất giành nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hiện nay huyện Kim Sơn có diện tích tự nhiên gần 240 km vuông, gấp gần 4 lần so với diện tích ngày đầu mới thành lập, có 25 xã thị trấn với dân số 200.000 người. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ toàn diện, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 254 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 61 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,71%. Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân ổn định, nhiều mặt được cải thiện, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và chúc mừng, biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kim Sơn đã đạt được qua các thời kỳ. Nhấn mạnh về các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược chung của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, quân và dân huyện Kim Sơn tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, nêu cao khát vọng phát triển, bứt phá vươn lên bằng bản lĩnh khí phách của những con người của vùng đất đã trải qua 9 lần quay đê lấn biển. Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, tạo thế và lực bứt phá mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung cao cho việc hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025 và giai đoạn 2025-2030, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Tập trung thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 11 ngày 26 tháng 6 năm 2022 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững vùng kinh tế biển Kim Sơn giai đoạn 2022-2030, nghiên cứu đề xuất các chủ trương giải pháp trọng tâm để xây dựng và phát triển vùng biển Kim Sơn trở thành hành lang kinh tế, động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, tăng cường xúc tiến đầu tư và huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gắn với chiến lược của tỉnh. Tiếp tục bám sát và chủ động tham gia cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, chú trọng tìm kiếm, kiến tạo các năng lực và động lực tăng trưởng mới, tổ chức cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái, hữu cơ, đa giá trị gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, đẩy mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của huyện, xây dựng một số sản phẩm chủ lực mang thương hiệu Kim Sơn, nhất là lúa đặc sản, nuôi trồng thủy hải sản. Phấn đấu đến năm 2025, Kim Sơn có ít nhất 50% số xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, từng bước hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với phát triển kinh tế, huyện Kim Sơn cần đặc biệt quan tâm chăm lo tốt hơn nữa việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn khu vực biên giới biển, phát huy truyền thống đoàn kết lương giáo, định hướng, động viên đồng bào các tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, chung sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.